bé đi. Tai bạo đầu là sai. Tại vì như vậy bạn sẽ không có điều khiển, con nó không tự khiển được cái đầu của nó. Thứ hai bụng ngửa là sai luôn. Và cái tai vai hông không thẳng hàng, cái cổ nó ngoẹo một bên vậy sao mà nó nuốt sữa. Nè, khớp ngậm nè, đó, ngậm mỗi cái ti không. Rồi. Bây giờ Quyên cầm đi. Nè. Úp bé vô. Hạ cái chân xuống. Tay này buông. Rồi tay đầu con nằm trên cái khuỷu tay của mình. Rồi à, mình bỏ cổ vai thôi hỗ trợ. Rồi dựa vô. Em bé với mẹ thành một khối. Rồi cái ti trên cái mũi. Từ từ cái ti trên cái mũi. Thả lỏng tay ra. Thả lỏng hết tất cả mọi thứ để chị điều khiển ra. Rồi em bé đái rồi hả? Trước khi mình cho rồi. Trước khi mình cho con á, bú rồi mình kiểm tra điểm ha. Rồi. Rồi. Khép cái tay vô, em khép cái tay vô. Thả lỏng. Khép vô nhưng thả lỏng. Rồi. Rồi, rồi để cho con nó ngửa nó đi tìm ti. Rồi nó ngửa nó đi tìm ti nè. Thấy không? Rồi em bám em bế chắc con vô, tại vì khi chắc thì rồi lại có cái xu hướng, bà này có xu hướng cái gì không, kéo cái tay lên đây để phụ nó, để cái ti nó rớt vô miệng nó y chang luôn thì sai 1000% là sai, lấy ra đó nè, cứ phụ cứ khoái để này nè, con ngậm đi, để ở trên mũi cho tôi, trời đất ơi. Rồi đó, rồi rồi bây giờ để nó tự ngửa cổ ra nó đi tìm ti. Cho đến khi nào được thì thôi. Nó tự đớp luôn. Đúng. Rồi ngửa đi kiếm thì làm gì làm đi. Đó. Rồi bạn nương theo nó đúng không? Bạn nương theo nó thì nó ngửa ra, các bạn ngửa ra rồi chừng nào nó mới đập vô được. Rồi dít. Em bé dịch xuống. Bạn đừng có cái thói quen kéo con lên như vậy. Bạn kéo con lên như vậy con nó bú không đúng được đâu. Rồi tắm sao vô. Rồi đó. Rồi bây giờ nó đi tìm nè, nó đi kiếm nè. Mình giữ đúng cái tư thế này luôn chị. Ờ, giữ đúng cái tư thế đó. Nó đi tìm cho đến khi nào được thì thôi. Thấy à? À, bạn này thì giữ không chắc tay ha, cho nên bạn vẫn gồng, hạ tay xuống kẹp vô, rồi để nó đi bê đỡ phụ, rồi để tự nó đi tìm, nó tìm khi nào được thì thôi. Đó, thấy chưa, thấy giờ thấy à, nhưng mà dĩ nhiên đâu phải là cứ nhìn thấy con là không được, phụ con nó phải đợp 10 lần, 20 lần cho đến khi nào mà nó được, xong rồi lần sau cái nó sẽ đập được, thì giống như chỉ việc ném bóng rổ thôi, đúng không các bạn? Các bạn ném lần đầu nó đâu có vô đâu, các bạn ném 10 lần, 20 lần nó mới vô, rồi từ từ nó mới vô được chứ. Ngậm được chưa? Hay không? Có 3 lần rồi đó. Em có làm gì đâu, chị đang giữ cái tay này cho em để làm gì biết không? Để chị tránh cho em gồng và em điều khiển con. Theo phản xạ thấy con vậy cái đúng. Mình cứ đưa tay lên đỡ. Rồi chị có làm gì đâu, bây giờ có làm gì đâu, chị mỗi chỉnh tư thế thôi. Rồi. Rồi. Từ từ con sẽ chỉnh được. Giờ chị sẽ không có nhét vô, tại nhét vô rồi về nhà bạn không có biết nhét đâu. Rồi để cho con nó ngậm, nó chót chét, nó hơi đau đầu tiên cũng được, nhưng mà ở tư thế này để nó học. Xong rồi nó sẽ nhả ra, nó sẽ ngậm vô lại. Dạ. Tay để sát vào cạnh sườn như vậy. Thả lỏng rồi. Tại sao bạn phải để sát vô? Bạn kẹp cái tay nó lại. Cái thứ hai bạn để sát vô thì con bạn nó mới nằm với bạn một khối, đúng không? Nó mới chắc, nó không mới bị cái bị lơi, đúng không? Chứ còn bây giờ mà bạn lơi thì sao? Nó lỏng. Ờ, nó lỏng. Cái thứ hai nó nguyên cầm này.
cái tay nè, đó, bỏ xuống đây nè, thì đảm bảo rằng cái đầu của con tự nó điều khiển, mình không có gì đến. Còn nếu như mà cái tay em vẫn dịch ở đây thì cái đầu nó nằm đây nè. Rồi, em bé này được gần 1 tháng hả? Nó bú sai lâu rồi đó, bây giờ nó vẫn nghe chét 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 á, từ từ nó sẽ chỉnh được nha. Bây giờ ở tư thế này nè, thấy chưa nè, nhìn nè, cái môi dưới của nó nè, gần hết cái quần vú. Quay vòng thôi. Rồi, thả vô nha. Nè, gần hết cái quần vú nè, cái mép quần vú nè. Em nhìn thấy không? Cái không, em đừng nhìn vô đây, em nhìn đây nè. Rồi kéo ra nó tuột rồi. À, làm lại. Rồi, để tự nó đi tìm nè. Nè, thấy chưa? Nó rướng thấy chưa? Nó gị thấy chưa? Rồi nè. Đó, quan sát cái quá trình nó đi. Rồi, khi mà em bé nó thoải mái trên người của mình, nó không có gồng. Và khi nó không gồng thì nó sẽ đi đợp cho đến khi nào được thì thôi. Đó, thấy không? Mà khi mà nó đợp như vậy thì cái ti nó sẽ vô và đảm bảo là cái quần vú dưới nó vô, đúng không? Còn nếu mà em để cái ti thì sao? Nó ngập cái đùi thôi. Đúng rồi. Quay chú ý thì quay dính cái tay không à. Và để đi nó đợp. Tay che không được đó. Đừng vén, đừng vén. Để lát mở quay cho con vén, lát nó tuột á, để cho nó ngậm xong rồi nó điều chỉnh, nó ngậm sâu một hồi khoảng 1-2 phút đó, mình sẽ kiểm tra lại, chứ không phải ngậm vô cái vén liền. Nó ngậm vô cái vén liền nó chưa vô. Rồi nè, bế nè. Rồi cái tư thế này ổn à, hả không, là con với mẹ gắn vô khối rồi. Nhưng mà cái ti giờ cần phải được đưa lên, cái ti cần phải được ở trên mũi của con, có nghĩa là em bé phải dịch xuống đây nữa. Rồi đớp, rồi nói chuyện với bé nha. Đó, nó đớp cho đến khi nào được thì thôi nè. Mình không có, nè, không có điều khiển cái người nha. Bà này phải điều khiển cái người, không có điều khiển cái người, để đó. Rồi, chắc vô, cái chân này ấy vô, cái chân này ấy lên, đúng rồi. Rồi, bỏ cho con. Dĩ nhiên, tại sao bé giờ nó khóc vậy? Biết sao không? Tại nó sai một khoảng thời gian quá dài rồi. Cái nó có được cái thói quen là mẹ nhét vú vô rồi, cho nên bây giờ không được nhét cho nên nó sẽ khóc. Hiểu không? Bây giờ mình đang để cho nó khóc để nó tự tập, và nó biết là bây giờ không ai giúp nó được, đỡ được nó phải tự tập. Hay chưa? Hay chưa? Rồi, kệ nó, kệ nó, để cho nó làm lại. Rồi, đúng rồi. Thấy giỏi không? Thấy em bé các bạn giỏi không? Đây đúng là nhu cầu đòi ăn nhỉ? Tự tìm. Rồi, nó có thể dục. Rồi, nó bắt đầu nó nhả ra, nó tìm, nó lại làm lại tiếp nè. Bạn không cần phải làm gì, bạn chỉ cần bế đúng. Rồi lấy ra làm lại, nó vượt rồi đó. Rồi đảm bảo ha, đúng rồi, bạn làm đúng rồi. Ok, rồi bắt đầu mình cho nó lại gần đi. À, rồi nói chuyện với bé, đúng rồi. Rồi nó đi tìm nè, nó đớp cho đến khi nào được thì thôi, không có phụ nha. Thấy em bé của bạn khả năng đi dịu chưa? Rồi nè, tay vai không thẳng hàng nè, cổ ngửa ra hết cỡ nè, đớp vú bú và bầu vú mẹ rung luôn.
Mẹ chỉ cần làm gì? Thay đổi tư thế bế. Vú sệ cỡ nào vẫn làm được. Ở đây hay ở đây hay là sệ tới rúng vẫn làm được. Chị không có chỉ các bạn là bế ở khuỷu tay, bế ở cổ tay, hay là phải đỡ đầu em bé. Chị không có chỉ như vậy. Mà các bạn bế làm sao để cho da bụng của con phải áp vô da bụng mẹ. Tay vai hông em bé thẳng hàng, và cái ti nó nằm trên nhân chung hoặc trên mũi. À. Rồi. Em bé của bạn sai một thời gian dài có bú bình không? Chỉ có thời gian ở bệnh viện thôi. Ok. Sai một thời gian dài thì bây giờ mình chỉnh lại cái này thì bạn cần phải cho con thời gian nha. Dạ. 3 5 ngày, 7 ngày để cho con học một cái cách ăn mới, là cách ăn chủ động. Thì lúc đó nó sẽ bú hiệu quả hơn, nó sẽ bớt giật ra giật vô như thế này hơn, và sữa nó không có chảy kè nha. Đừng có gì nôn nóng hết. À. À, nó nhả ra bởi sao sai đó, nó đập vô lại ha, hay không? Mà nó đâu khóc đâu, đúng không? Đó. Chuẩn chưa? Thấy chưa? Rõ ràng đảm bảo được là nó ngậm cái ti và cái quần vú dưới, đúng không? Ừ. Ôi sao? Rồi, tốt nghiệp nha. Quan trọng là giữ đúng tư thế. Rồi. Rồi, tay của em mẹ bé nở dưới vú mẹ nè, đúng rồi. Rồi. Rồi, tay ở đây rồi. Ti trên mũi, tự ngửa cổ ra đập ti nè. Rồi, hấp vô. À, nó đạp lên rồi đó. À, sai vị trí rồi đó. Rồi, bạn dính xuống tí xíu ha. Rồi, cho nên là bạn cần phải thẳng cái chân này là vậy đó. Bạn thẳng chân này, coi chân này nè. Rồi, rồi làm lại nha. Rồi. Để ra cho nó có một cái khoảng cách ha. À, hơi thôi, đúng rồi. Để cho nó tự điều khiển cái đầu của nó. Ha, thấy tự bọc vô không? À, thấy nó há miệng to không? À, mình đâu cần làm gì đâu, đúng không? Đây. Rồi, vú này là sẽ tới rốn nè. Quần vú to nè. Quần vú to bằng cái mặt của em bé rồi đó. Rồi, tay cũng to bằng ngón tay cái nè. À, đây là tư thế bu nằm. Rồi, bụng con áp bụng mẹ ha. Rồi, tay bay không thẳng thèm. À, bú thì mũi ngửa ra một cái khoảng cách. Ok, rồi. Thấy nó giỏi rồi. Tôi lấy cái tay nó gị xuống thế à? Nó xíu sắc chưa? Kéo rồi. Quay cái sức ngậm của con nha. À, giỏi chưa? Mình phải tin tưởng vào con. Cái mong mọi lần là cái đưa vào, đưa vào miệng.